だだだだだだだだだだだだ。Thầy Lô Trương Duy Thái. Thái ơi, Thái share cái bài live stream này vào trong nhóm lớp mình nữa thầy nhá. Hello các em, chào cả nhà. Nani, nani na. Nani, nani na. Hello. Hello, chào em Ly. Chào cả nhà. Như thầy đã nói với các em thì hôm nay chúng ta sẽ tiến hành cái buổi học mới toanh về bài amino acid. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành cái buổi mới toanh về bài amino acid. Các em thấy mạng méo này nào, ổn định không? Ổn định cái chấm cái nào. Và chuẩn bị tinh thần là chào mừng thành viên số 200 của lớp live VIP của lớp chúng ta. Chào Như Quỳnh. Hello, chào cả nhà. Hello, xin chào tất cả các bạn và các em. Ok. Thế bây giờ thầy nhắc lại tóm tắt về kiến thức lý thuyết của amino acid nha. Đây, trên nền tảng quyển sách của thầy nhá. Thì trên nền tảng quyển sách của thầy nó ở trang số, nó phải trang số bao nhiêu nhỉ? Hình như sách của thầy đâu rồi? À, bán hết đúng không? Sách của thầy bán hết rồi. À, nó vẫn còn quyển rồi. Nó ở trang số tóm tắt của lý thuyết amino acid hôm nay dạy là cứ phải nói là nó ở trang bao nhiêu, không các bạn cứ tìm một bạn xịn ngậu lên. À, ở trang số 24 quyển sách file PDF ở trong phần công bố của lớp mình. Và nó ở trang số bao nhiêu nhỉ? Nó ở trang số 186 của quyển sách hữu cơ lớp 12 tái bản lần thứ 2. Và khả năng cao ở trang 184 của quyển sách hữu cơ lần 1 nhá. Đấy, thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta về lý thuyết của nó. Đây, thầy hướng dẫn bằng cái bảng quyển sách xịn cho ông này nhìn nhá. Thì mình hướng dẫn mình học nhá. Đây, amino acid này, định nghĩa cấu tạo phân tử và danh pháp này, định nghĩa này. Đầu tiên em nhớ thầy, amino acid là hợp chất hữu cơ tạp chức. Phải lưu ý cho thầy cái từ tạp chức. Mà phân tử chứa đồng thời nhóm NH2 và nhóm CH. Thực ra nó chứa đồng thời nhóm NH2 và nhóm CH thì chắc chắn nó là tạp chức rồi. Được chưa? Đây ví dụ. Cấu tạo phân tử này, CH có tính axit, nó là tính bazơ. Nên tồn tại ở dạng ion lưỡng cực. Đây là ion lưỡng cực nhá. Được chưa? Nhìn thấy chưa? Danh pháp thay thế này. Danh pháp thay thế không quan tâm. Bán hệ thống không quan tâm. Chỉ quan tâm cho thầy anh này là glycine. Anh này là alanin. Anh này là valine. Được chưa? Anh này không quan tâm nha. Anh này là lysine. Anh này là acid glutamic. Acid glutamic. Anh này là lysine. Ok chưa? Hai là mã tính chất vật lý. Các amino acid là các chất rắn không màu, có vị hơi ngọt, nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước. Được chưa? Tính chất hóa học. Tính chất của acid bazơ của dung dịch ammoni acid. Môi trường dung dịch. Đây, môi trường dung dịch này. X bằng Y, nhóm CH bằng nhóm NH2 thì pH bằng 7. X nhỏ Y thì pH nhỏ hơn 7. X lớn hơn Y thì pH lớn hơn 7. Để cho học trên sách nó khác biệt vậy đấy. Thì chỉ gạch chân những từ chốt thôi. Và khi học chúng ta chỉ cần gạch chân những từ chốt thôi. Tất cả các bạn kể cả mất lúc vào học đều học được. Tại vì đây mình học lại từ đầu mà. Mỗi buổi học của thầy đều là học lại từ đầu hết nhá. Amino acid có tính lưỡng tính. Rồi, chính xác. Tác dụng acid vô cơ mạnh tạo thành muối. Tác dụng với bazơ mạnh tạo thành muối. Este nhóm. Đây, glycine cộng CH5OH này. Để tạo thành này. Este này. Nhưng chưa chuẩn nhá. Nếu có HCl thì anh này phải tạo thành NH3Cl mới chuẩn. Được chưa? Phản ứng NH2 với HNO2, cái này giảm tải nhá. Phản ứng trùng ngưng này, em nhìn trùng ngưng này. Đây, viết gọn lại đây. Đây trùng ngưng. Được chưa? Ứng dụng.
Thì amino acid thiên nhiên hầu hết là alpha amino acid là cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống. Ok chưa? Thế còn lại còn bài peptide và bài protein thì chúng ta học sau nhá. Đấy thì đến cái vai trò của quyển sách hữu cơ lớp 12 nó chỉ đến vậy. Còn lại phần sau này của nó là phần chia giải chi tiết này, các em cần phải giải lại vào con vở này. Có rất nhiều dạng nó rất là quan trọng. Các em phải giải hết lại cho thầy cái phần mà chia giải chi tiết này vào trong vở nhá. Thứ hai là đến cái phần tiếp theo ở trong quyển sách mới á. Quyển sách mà tái bản lần 2 thì là quyển là những câu amino acid trong đề thi đại học, thì cái này là thầy sẽ làm bài kiểm tra. Còn các em bắt buộc phải in cái quyển sách đầu tiên cho bản công bố ấy ra, để mà mình mới có cái gì? Mình mới có cái phần mà chia dạng bài tập chi tiết mà thầy vẫn lai giải. Được chưa? Ví dụ như buổi trước là thầy lai giải hết amin rồi. Hôm nay thầy sẽ lai giải cho chúng ta tất cả các câu lý thuyết của amino acid. Còn chưa chủ nhật chúng ta bắt đầu chia dạng amino acid nhá. Hiểu ý thầy chưa? Thì bây giờ chúng ta bắt đầu học nhá. Nào, câu đầu tiên. Câu số 5, câu này rất hay thi, 45. Các em nhớ phải in sách ra nhá, in sách ở phần công bố nhá. Ở điều kiện thường amino acid tồn tại trạng thái nào? Điều kiện thường thì amino acid, chú ý nhá. Amino acid điều kiện thường thì nó giống với lại giống với gì? Giống với mì chính. Giống với mì chính. Mì chính tồn tại điều kiện thường là thể gì? Thể rắn. Vậy đáp án đúng đáp án C. Em hiểu chưa? Nhớ đấy, các amino acid thì thường có vị gì? Giống mì chính mà. Amino acid giống mì chính thì chắc chắn nó phải có vị ngọt. Nó lát còn hơn em đi bay. Lát á. Lát á, từ từ để yên nhá. Đợi thầy tẹo. Thầy bật 4G livestream của chúng ta. Làm gì? Nhá, xin giới thiệu với cả nhà, bây giờ thầy Minh bật 4G cho cả nhà học. Bật 4G luôn nhá. Học live VIP là cực kỳ VIP, 4G luôn này. Dung dịch glycin, amino acid, amino acetic làm quy tín. 4G là hết bài. Đây, glycin nhớ công thức này, COOH CH2 NH2, các em nhìn nhá. Một nhóm COH, một nhóm NH2. Vậy mình có số một nhóm COH bằng nhóm NH2. Vậy chắc chắn của chúng ta là không đổi màu. Thế có bán chứ Phạm Quốc Trường? Em đăng ký là được bán mà. Ok chưa? Hello, truyền Minh Vlog đây rồi. Câu 48, amino acetic. Amino acetic đánh này. Acid amino acetic đây. Cháu này đây. Có phản ứng gì? Thì cháu này có nhóm COH, vậy là cho phản ứng acid nhá. Được chưa? Thế có nhóm NH2 thì là có bazơ nhá. Được chưa? Thế thì nó vừa có acid, vừa có bazơ, vừa có lưỡng tính, vậy chắc chắn không thể, vậy là amino acid nó có phản ứng lưỡng tính. Ok, yêu thầy, dĩ nhiên rồi, yêu thầy không phải yêu cả đời. Được chưa? Bây giờ sang câu 49 này, nhưng thầy viết này, thầy viết cho chúng ta công thức phân tử của carbon trong phân tử epsilon amino carbonic nhá. Được chưa? Xong nó tí nó thể chế nó cái cách để chúng ta học thuộc. Này, epsilon amino carbonic đây. 1 2 3 4 5 6 COOH. Đây là NH2. H2N. Thế vậy có 1 2 3 4 5 6 phân tử carbon. Các em nhìn kỹ giúp thầy, thầy giúp chúng ta nhớ này. Nhìn này. Epsilon em nhìn cái số nó viết giống số 6. Đây này, epsilon với số 6 nhìn trông viết giống giống nhau đúng không? Vậy là sau này cứ nhớ epsilon thì là sao? Được chưa? 6 carbon. Nhớ nhá. Đấy mẹ chịu như thế, mẹ toàn skin độc như thế là chỉ học giỏi thôi. Đúng không? Nào mình có sang câu 50. Mình có sang câu 50 này. Số lượng đồng phân amino acid ứng với công thức phân tử C4H9O2. Đề bài hỏi amino acid nhá. Vậy là mình nhìn này có 1 nitơ này, có 2 oxy này. Vậy nó phải có nhóm COH và có nhóm NH2 đúng không? Và có nhóm NH2. Bởi vì đề bài hỏi chúng ta là amino acid mà. Đúng chưa? À sách thầy đang like, sách thầy đang like thì không bán đâu, có ở trong ấy mà em. Có ở trong phần công bố lớp mình mà, em chỉ cần down xuống xong em ra quán photo. Nhưng nhớ chú ý là bản PDF cấm tuyệt đối lộ ra ngoài nhá. Cấm tuyệt đối lộ ra ngoài luôn. Đây là vũ khí tối mật dành cho team live VIP mà các team khác không có nhá. Trang của sách photo là trang số 64, phần bài 2 amino acid trong cái phần mà chia sẻ chi tiết ấy nhá. Mai Linh nhá. Nào, giờ thầy viết tiếp này. Vậy này, thầy vẽ này, đầu tiên thầy vẽ cái mạch COH đó này. C1 2 3 4 COH đây. Thầy đánh số chỉ nhóm là 2 nhá. Cắm ở đây là 1 này. Cắm ở đây là 2 này. Cắm đây là 3 này. Mạch này tiếp này. COOH này. Thêm một carbon đây này. Trục đối xứng này. 4 này. 5 này. Vậy là thầy có 5 đồng phân. Được chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án C. Ok. Tiếp tục nha, mình sang câu 51. Mình sang câu 51. Alanin đang có phản ứng được với chất nào dưới đây? Alanin là anh nào?
COOH này, CH2 này, được chưa? Đây bỏ CH, NH2 này, CH3, được chưa? Vậy là có nhóm COH, có nhóm NH2. Vậy thì chắc chắn nó phản ứng được với HCl, đúng chưa? Phản ứng với cả nước brom. Tại sao phản ứng với nước brom? Bởi vì nước brom là gồm HBr và HBr. Bởi vì nước brom là brom tan trong nước mà. Brom, nước brom, brom tan trong nước, tan trong nước để có HBr và HBro. HBr thì phản ứng với NH2. H2O4 loãng thì phản ứng với NH2. Vậy là những cái A, B, C. Vậy đáp án đúng mình là đáp án D. Hiểu chưa? Mình sang câu 52 nhá. Câu 52 là một câu cực kỳ thú vị và cực kỳ hay thi. Ni lông 6,6 là do gì? Thì viết cái phương trình điều chế ni lông 6,6 và các em chú ý là phải viết lại vào vở để mà nhớ mãi mãi nhá. Nhớ mãi mãi không bao giờ quên. Ni lông 6,6 được tạo thành bởi từ axit adipic. Axit adipic có 6 carbon. CC thầy đến đúng 6 carbon này. OOH, OOH và hexametylendiamin H2N 1 2 3 4 5 6 NH2. Đây nhá, thầy ghi tên này. Axit chào thanh thường. Chào thanh thường. Axit adipic và có mà. Và hexa metilen diamin. Trong sách của nhóm Livit là có hết. Để tạo thành nó thầy viết nhá. COH mất OH CO này. 1 2 3 4 5 6 CO này. HN này. 1 2 3 4 5 6 này. NH này. Giống y xì mà em. Trời đất. Không khác một tẹo nào luôn. Cộng 2 nồi nước nhá. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Đây này, phân tử axit và amin đều có 6 nguyên tử carbon. Phân tử axit và amin đều có 6 nguyên tử carbon. Ok. Đáp án đúng mình là đáp án D nhá. Câu 53. Đây là sách hữu cơ phiên bản photo nhá, chứ không phải sách hữu cơ phiên bản bán. Câu 53. Câu 53. Cho các dung dịch axit sau. Cho các dung dịch axit sau. Axit acetic CH3COOH. Axit amino acetic COOH CH2 NH2. Axit alpha beta diamino butyric. Butyric là có 4 carbon. OOH alpha NH2 beta NH2 tiếp. Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết? Chào Phạm Thúy, hello. Dùng thuốc thử sau đây để nhận biết ba chất trên, chắc chắn mình sử dụng quỷ. Quỷ ở đây này đỏ. Anh này không đổi màu. Anh này xanh. Bởi vì có hai nhóm NH2 một nhóm CH. Vậy đáp án đúng chúng ta sử dụng quỷ. À, hello. Các ai hiểu không? Đấy, mẹ giải nó phải trâu đất như vậy. Sang câu 54 nhá. Sang câu 54. Có bao nhiêu amino acid ứng với công thức phân tử là C3H7O2N? Thế mình có này. C3H7O2N. C này, C này, COOH này. Đúng chưa? Thì đi cắm nhóm N2 vào đây là 1, 2. Vậy là chỉ có mấy thôi? Thì chỉ có 2 thôi các em ạ. 2 thằng nhá. 54 đáp án đúng đáp án A. Đấy, mình học trâu vật như vậy. Câu 55. 55 đề bài hỏi là có bao nhiêu alpha amino acid ứng công thức phân tử C4H9O2N? Nào các em cùng comment đáp án xem là có bao nhiêu. Các em cùng comment đáp án xem nào, có bao nhiêu. 55 có bao nhiêu alpha amino acid ứng với công thức phân tử C4H9O2N? Thế thì mình có này. Alpha nhá, mạch C4 này này. COH này. Một nhóm N2 cắm đây là một cháo. 1 2 3 OOH một nhóm. Đây một carbon cắm đây. Vậy đây một N2 cắm đây nữa là hai cháo. Vậy mình chỉ có hai cháu thôi các em nhé. Đáp án đúng là đáp án B của hai cháu. Thầy chữa cực kỳ chậm. Cho em vào lại nhóm đi. Em bị blacklist một tuần danh dí dỏm nhá. Thầy nói rồi mà không nghe. Thầy nói là làm mà. Một tuần sau inbox lại thầy nhá. Danh dí dỏm nhá. Một tuần sau inbox lại thầy. Rồi thầy sẽ ép lại. Nha, em chỉ bị ra đảo một tuần thôi. Câu 56. Cho hợp chất tên gọi nào sau đây không phù hợp. Tên gọi nào sau đây không hợp. Đây là hình phạt cho em. Phạt vẫn nhẹ nhàng đấy. Anh này xem nào. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon. Vậy là acid glutamic rồi. Đây là tên thường. Acid alpha amino glutaric. Đây là tên bán thay thế. Acid 2 amino pentadioic là tên danh pháp thay thế. Được chưa? Vậy là acid alpha amino glutamic là sai. Vậy không phù hợp là D.
No, 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 một tuần là một tuần. Câu 57, năn nỉ cũng vậy thôi, chứ nếu mà thầy tha cho em thì lần sau làm sao thầy nói được các bạn nữa. Thông cảm cho thầy nha. Các trường hợp nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng chủ ngưng? Cả lớp chú ý này, nhìn thật kỹ thầy nói này. Khả năng tham gia phản ứng chủ ngưng, điều kiện để tham gia phản ứng chủ ngưng, điều kiện để tham gia phản ứng chủ ngưng, chú ý nha, điều kiện để tham gia phản ứng chủ ngưng là có hai nhóm thuộc hội, hai nhóm thuộc hội OH NH2 COH. Cái này là chịu cực kỳ độc nên phải ghi lại nhá. Nhìn này, thằng này có một nhóm NH2 và một nhóm COH, vậy là có hai nhóm thuộc hội này. Ok, được. Thực ra anh này trùng ngưng thì tạo thành ni lông 6 hoặc là tơ cáp rông. Tơ cáp rông. Thầy viết phương trình cho cả lớp nhìn nhá, cả lớp nhìn và cả lớp chú ý nhá. H2N này, CH2 này, 6 lần này, COH này, nhiệt độ này, áp suất này, xúc tác này, N lần này, HN này, CH2 này, 6 lần này, CO này, tất cả N lần này, cộng N lần nước này. Anh này là ni lông 6 hay còn được gọi là tơ cáp rồng. Ok chưa? Anh này có mỗi một nhóm COH thôi vứt. Anh này có hai nhóm COH lấy đúng không? Anh này có một nhóm OH, một nhóm COH lấy tiếp. Vậy là có 1, 3, 4. Tao còn đúng đáp án C. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Câu 58 này. Cho các dung dịch, những dung dịch làm giấy quỳ hóa xanh là, anh này là anilin không làm quỳ đổi màu, vứt. Anh này là metinamin làm quỳ tín đổi màu xanh, được chưa? Anh này một nhóm NH2, một nhóm COH không làm quỳ đổi màu, vứt. Anh này một nhóm COH, hai nhóm COH, một nhóm NH2 làm quỳ đổi màu đỏ, vứt. Anh này hai nhóm NH2, một nhóm COH làm quỳ chỉ màu xanh, lấy. Và mình có X2 và X5. Ok. Mình sang câu 59 nha. Mình sang câu 59 nha. Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H7O2N. X phản ứng với dung dịch brom. Lưu ý nha. X của chúng ta phản ứng với dung dịch brom. Do X phản ứng với dung dịch brom nên chắc chắn X phải có nối đôi CC. Được chưa? Nhìn này, anh này có nối đôi CC, anh này có nối đôi C, anh này không có nối đôi CC. Vượt vượt à, từ từ AB đúng, từ từ. Tác dụng dịch NaOH và dung dịch HCl. COH tác dụng với NaOH, NH2 tác dụng với HCl. À, thế phải là ok được. Xem cháu này nhé. Cháu này muối amoni, thằng này tác dụng được với cả NaOH và cả HCl. Vậy là B cũng được. Vậy đáp án đúng mình là đáp án D. Tí thì chọn sai. Ok, hiểu chưa? Mình sang tiếp nhé, câu 60 nhé. Trong các chất sau, chất nào làm quỳ tím chuyển sang màu hồng? Màu hồng là phải có môi trường axit, đúng chưa? Anh này có một nhóm NH2, anh này một nhóm COH. Vậy là trung tính. Anh này hai nhóm NH2, một nhóm COH. Anh này làm quỳ chuyển thành màu xanh, phenol chuyển màu hồng, đừng nhầm. Loại tiếp. Anh này có nhóm NH2 làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Anh này có nhóm COH, một nhóm NH2, vậy làm quỳ chuyển thành màu đỏ hay là màu hồng? Đáp án đúng đáp án C. Câu 61. Alanin không tác dụng với. Alanin không tác dụng với. Alanin này, COOH NH2, đây là alanin. Đây. Tác dụng NaOH nhá. Đây để bạn hỏi không, loại. Anh này có nhóm COH vậy tác dụng với CH5OH nhá, phản ứng nhất hóa, loại này. H2 loãng thì phản ứng với NH2, loại nốt này. Vậy chỉ có NaCl. NaCl là alanin, là không tác dụng với NaCl. D. Câu 62 cả nhà ơi, cả nhà đâu hết rồi? Comment đi xem nào. Câu 62 có sơ đồ phản ứng sau. Đây nhìn kỹ này. Anh này cộng thằng này bằng C3OH, nhìn kỹ skin thầy nhá. Anh này có 3 carbon. Anh này có 1 carbon, vậy x của thầy chỉ có 2 carbon thôi. Đến này. 1 2 3 vượt. 1 2 3 vượt. 1 2 được. 1 2 3 vượt. Vậy x chắc chắn là C. Dễ ợt. Câu 63. Hợp chất nào sau đây không lưỡng tính? Amino acetat COOH CH2 NH2. Ok, COH tính axit, NH2 tính bazơ. Có alanin
COOH. Ơi Phạm Thúy, chào em. Alanin đây. NH2 COH tính axit, NH2 tính bazơ, có tính lưỡng tính. Etinamin C2H5 NH2, cháu này chỉ một tính bazơ thôi, không có tính axit. Vậy không tưởng tính là C. Được chưa? Câu 64 nhá. Chọn phát biểu không đúng. Trong dung dịch H2N CH2 COH còn tồn tại dạng ion lượng cực, cái này thì vừa nói đúng. Để bảo không đúng rồi. Amino acid là hợp chất hữu cơ tạp chất, đúng. Phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm carboxin, chính xác, thầy vừa nói xong. Hợp chất này là ester glycine, sai. Hợp chất này là muối, em nhìn nhé. Ester thì O này phải đính vào carbon, đây O đính vào NH3. Được chưa? Vậy là sai là C. Amino acid là những chất rắn kết tinh tan tốt trong nước vị ngọt, thấy không? Như thầy nói, cái này gần giống với lại mì chính. Mì chính là muối mononatri của acid glutamic. Được chưa? Đấy, thì acid glutamic là amino acid mà, nên là cái thằng gần giống. Đấy, được chưa? Hiểu chưa? Vậy đáp án không đúng là đáp án C nhá. Ok. Mình chỉ còn 3 câu nữa thôi là mình kết thúc buổi học live ngày tối hôm nay. Thầy dặn tất cả các bạn cùng đang theo dõi video live stream là nhớ làm bài tập phần chia dạng. Dạng số 1, giải bài toán amino acid. Đấy, giải từ câu ví dụ số 7 đến câu 73 nhá. À đâu, đến tận câu 76 cơ nhá. Giải tất cả đến câu 76 nhá. Sau đó rồi là sáng chủ nhật thầy live stream này chưa? Sáng chủ nhật. Sáng chủ nhật thì thầy live stream vào lúc mấy giờ nhỉ? Sáng nhật luôn đấy là thầy đi dậy đến 10 giờ thầy về. Thì thầy live stream từ 10 rưỡi nhá. Thầy live stream này giữa từ 10 giờ rưỡi. Các em chú ý nhá. Nào sang câu 65 này. Sang câu 65 này. Bạn nào chưa in sách phải in nhá. Có các dung dịch riêng biệt sau. Lịch live là vào tối thứ năm và sáng chủ nhật. Tối thứ năm là 9:30 Đức Nguyễn nhá. Còn sáng chủ nhật là vào 10:30 sáng. Riêng biệt sau này. Anh này làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ do được tạo bởi từ bazơ là C6H5, NH2 là bazơ yếu và HCl là axit mạnh để tạo thành đằng này. Nên là nó nghiêng về axit nên làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ, hay pH nhỏ 7. Vì cháu này pH nhỏ 7 này. Anh này này có hai nhóm NH2, một nhóm COH về pH lớn 7. Vứt. Anh này được tạo bởi từ amino acid là H2N COOH và HCl. Mình nhìn thằng HCl là thằng axit mạnh, thằng này có tính lưỡng tính, vậy môi trường nghiêng theo thằng axit. Vậy chắc chắn là nhỏ 7. Cháu này. Anh này có hai nhóm COH, một nhóm NH2, chắc chắn nhỏ 7. Anh này được tạo bởi từ amino acid CH2 COOH và NaOH. Anh này tính lưỡng tính, anh này tính bazơ, vậy nghiêng theo bazơ, vậy pH lớn hơn 7. Vậy loại. Vậy thì có một chất, hai chất, ba chất, ba chất để đáp án đúng mình là đáp án gì? Ok chưa? Câu 66. Câu 66 này. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng? Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím? Lưu ý cho thầy nhé. Quỳ chuyển thành màu hồng. Vậy là nó phải là có axit amino và glutaric này này. C, 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 5 carbon. C, C, O, O, H, NH2, O, O, H. Em nhìn này, hai nhóm COH, một nhóm NH2, vậy quỳ chuyển thành màu hồng là chắc chắn. Vậy đáp án đúng mình là đáp án A. Ok. Câu 67. Alanin thì có công thức là gì? Alanin ở đây. Đáp án C. Ok chưa? Được chưa? Thế bây giờ nha, cả nhà cùng chú ý nha. Được chưa? Đấy. Thế thế bây giờ nha, còn dạng 1, giải bài toán amino acid. Còn dạng 1, giải bài toán amino acid, nhìn chưa? Về tập bài tập về nhà chúng ta là giải hết cái dạng 1 này bài toán amino acid để đến sáng chủ nhật thầy like thầy chữa tiếp nhá. Làm hết cho thầy từ ví dụ số 7 cho đến câu số 76. Được chưa? Hôm nay thầy cho chúng ta nghỉ sớm, tại vì hôm nay là cái ngày khai giảng chúng ta. Ngày mai chúng ta bắt đầu học đầu tiên, nên thầy cho chúng ta nghỉ sớm. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà. Nhớ 20:30 tối chủ nhật là chúng ta có thi thử carbohydrate. Và cả lớp mình đều phải thi. Và 20:30 tối thứ hai là thầy live giải phun nhá các em nhá. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà.